Dù tôi không phải là người Việt Nam nhé, nhưng mà vô cùng tự hào vì tôi đang sống tại Việt Nam. Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video của tôi thì tôi là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine, một trong 22 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Và tôi luôn cố gắng tìm kiếm những kiến thức hay, bổ ích và thú vị nhất và chia sẻ cùng các bạn nhằm bổ sung thêm những nội dung mới lạ, độc đáo cho thế giới YouTube của Việt Nam. Cho nên nếu các bạn lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhanh chóng bấm nút subscribe theo dõi để đón tiếp những cái video mới cũng như trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Và đừng quên động viên Salim bằng một cái like để thêm nhiều động lực để quay cho các bạn nhiều video hơn nữa. Thế thôi. À, có khi có một số bạn thì thắc mắc là 2 tháng vừa rồi thì Salim mất tích đi động mà không quay video mới. Thật sự nói thật với các bạn thì YouTube là một cái cửa nhỏ để Salim có thể giao lưu và có thể chia sẻ quan điểm cá nhân của mình đối với các bạn, và không thể là một người nguồn để kiếm tiền được. Nên Salim cần phải lo rất nhiều việc khác để kiếm tiền và trang trải cuộc sống, cũng như có thể đầu tư mua những cái thiết bị để quay cho các bạn những cái video chất lượng cao hơn nữa. Sống tại Việt Nam tôi cảm thấy rất may mắn các bạn ạ. Vâng, may mắn luôn ấy. Không chỉ Salim thôi mà tất cả những người nước ngoài sống tại Việt Nam họ hầu như ai cũng nói vậy, ai cũng bảo tôi may mắn sống tại Việt Nam. Vì sao chúng ta may mắn khi sống tại Việt Nam? Vì sao? Vâng, năm 2020 vừa rồi, trong khi dịch Covid đang diễn ra rất phức tạp ở khắp thế giới, thậm chí cả nước của Salim Palestine, thì Việt Nam đã nhanh chóng và kịp thời chống được dịch Covid lây lan và đã trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới công bố là hết dịch lây lan tại nước. Và tất cả những người muốn nhập cảnh sang Việt Nam đều phải cách ly 15 ngày. Tuyệt vời lắm, thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn Việt Nam. Mặc dù những biện pháp chặt chẽ của Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, thương mại và du lịch, thế nhưng Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, với mức tăng GDP là 2,91% so với năm trước. Hơn 60.000 người nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Việt Nam từ đầu dịch đến giờ vì họ không có chuyến bay để về nước. Vậy thì họ cảm thấy thế nào sau gần một năm sống tại một đất nước xa lạ? Đất nước mà có rất nhiều người nước ngoài cho rằng đang giấu dịch. Họ nghĩ như thế nào về Việt Nam? Brandon Hurley nói rằng, không, tôi không bị mắc kẹt gì cả. Nhưng chắc chắn tôi rất vui khi sống tại đây. Ralph Conanan, kẹt đau, tôi chọn ở lại đây mà. Một người khác tên là Mario Duke, ước gì tôi được quay lại Việt Nam. Chắc là ông ấy về nước mà không thể quay lại Việt Nam được. Martin Daly nói rằng, tận dụng thời gian rảnh rỗi để viết lách mỗi ngày âu dề. David Mangan nói rằng, tôi muốn quay về thăm ông chú mới qua đời. Nhưng không phải do Việt Nam cản trở kế hoạch mà là do nước Mỹ khốn nạn nhà tôi gây ra. Một người khác nói rằng, ước gì bị kẹt mãi ở Việt Nam. Simon Cobb nói rằng, sao tôi lại phải rời khỏi đây. Một người khác nói rằng, kẹt đâu mà kẹt, tôi còn chả muốn rời đi. Việt Nam xử lý dịch quá tốt, tao đã ở đây gần năm rồi và tôi không muốn đi đâu cả. Rất nhiều ý kiến hay. Tôi đã ở đây 10 năm, đi từ Argentina, Mỹ. Việt Nam là nơi tôi cảm thấy an toàn và bình yên. Chỉ cần định cư ở một nơi mà chúng mày cảm thấy thoải mái và làm quen với văn hóa bản địa thì chả lý do gì phải về lại nước. Cũng là một ý kiến. Một người nữa nói bị mắc kẹt ở Việt Nam là một phước lành. Stephen Margaret nói rằng, Việt Nam là nhà thứ hai của tôi được 12 năm rồi và tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở đây và không bị mắc kẹt ở một đất nước khác. Và còn rất nhiều ý kiến khác nữa. Thì thậm chí xem có một em trai cũng sống ở Việt Nam gần 2 năm. Em ấy sang đây là du học sinh. Và sau khi đầu năm ấy, tức là hồi Tết năm ngoái, bạn ấy quyết định về nước để thăm gia đình. Thế nhưng do dịch là bạn ấy không thể quay lại Việt Nam nữa.
Và bạn ấy cảm thấy rất là buồn và rất là nhớ Việt Nam. Thì hôm qua nhờ bạn ấy quay một cái video để chiếu cho các bạn xem. Các bạn ấy cũng nói tiếng Việt chưa thành thạo lắm nhưng mà cũng rất là đáng yêu. Tôi ước gì quay lại Việt Nam. Tôi đã học ở Việt Nam hơn một năm. Và đầu năm 2020, tôi về Palestine thăm gia đình. Nhưng vì dịch Covid, tôi không thể quay lại Việt Nam. Tôi nhớ Việt Nam quá. Tóm lại, tôi muốn chia sẻ một điều là tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Dù tôi không phải là người Việt Nam nhé, nhưng mà vô cùng tự hào vì tôi đang sống tại Việt Nam. Vâng, cực kỳ tự hào và rất may mắn khi mà đã có duyên với đất nước của các bạn. Vâng. Cảm ơn các bạn đã xem video của Salim. Video này chỉ là trao trao nhau lại một lần nữa và sắp tới Salim sẽ quay lại và quay cho các bạn nhiều video hơn nữa nên các bạn đừng quên Salim nhé, hãy tiếp tục động viên Salim, hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.